Bye. Hẹn gặp lại anh Gun. Hơn 4.000 km cho chuyến này. À, chạy ra thôi đó. Chạy ra rồi còn chạy về nữa. Thì vòng khoảng chừng chắc khoảng chuyến này anh về chắc khoảng 10.000 km. Khoảng 2 tuần. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, giờ anh ra xe để mà anh chuẩn bị lên đường các bạn. Hàng đi đâu vậy anh Gun? Texas phải không? New Jersey hả? Ồ, vậy là giao thứ hai rồi. Thứ tư đi, giao thứ hai. Ồ, chạy qua tới New Jersey luôn các bạn. Là 2.700 mấy chục mai. Là khoảng nhiêu km ta? Gần tới New York luôn. Gần tới New York luôn á. Ồ, chạy ghê không? Thì bữa nay thứ tư cho nên là đi tới New Jersey thì mình sẽ giao ngày thứ hai. Lau kiến lau đồ cho sáng sủa, xích kiến chiếu hậu rồi đó. Thứ hai giao chắc có lẽ là phải 2 tuần là mới về một lần á. Thứ hai giao rồi sẽ lấy hàng đi nhỏ nhỏ ở đâu đó, thứ tư giao rồi sau đó thứ tư lấy hàng về hoặc là đi ra mấy cái lớp nhỏ nhỏ. Mấy giờ pick up? Chờ địa chỉ hả? Chuyến sau xe có dơ thì anh cứ rửa nha anh Quân. Chứ còn nha, nếu mà nó còn dày thì ok không sao. Nhưng mà nếu mà lỡ có trời mưa trời đồ mà nó sình bày lại cái gì cứ dơ cứ rửa. Không, về Cali rửa, em anh đi rửa. Quay phim rửa xe 18 bánh. Nhớt nước còn không? Nước Cool Lần. Hai bình nước còn. Nước còn quá. Lấy cho hai bình nhớt thôi. Hai bình nhớt phải không? Xe này có hao Cool Lần không? Cút lạnh nó có hao không? Không hao hả? Ok. Gõ cái bánh xe vậy đó các bạn, nghe bon 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 nó dội ngược ra là bánh xe đang cứng. Còn mình gõ vô nghe bợp 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 á là nó bị thiếu e, thiếu hơi là mình phải bơm. Đó là cái cách mình kiểm tra một cách nhanh nhất. Chứ còn mà nhét cái đồng hồ đo vô cái 18 cái bánh biết chừng nào mới xong. Cho nên là mình kiểm tra một cách này nó cũng rất là hiệu quả mà nó nhanh nữa. Nghe cốc cốc bưng nó dội ngược ra là ok. Thiếu e là nghe bập à. Ừ, chuyến nữa về thay bánh xe đó luôn. Chuyến tới về thay. Vậy nó chạy dữ lắm, 2.700 mấy chục km đó, mai là nó khoảng chừng 4.000 km đó. Mà bữa nay thứ tư đi, thứ hai phải giao là 4.000 km đó mà. Sao anh Gun? Ok. Nước khỏi phải không? Ok. Rồi. Cái bãi xe này bên trong họ có bán nhớt, nước, Cool Lần, rồi vỏ xe nè. Mình vô đây mua nó cũng tiện.
một bình như vậy là 3,8 lít, tức là một ga lông đó quý vị. Thì ở đây họ bán có 11-12 đồng gì đó, 11-12 đô la. Thì trước khi đi phải chuẩn bị cho nó đầy đủ xíu, lỡ ngoài đường không thiếu nó công chạy đi mua mệt đó. Xe tải nó bự lắm. Hai mình chưa cháy luôn hả? Một cái em nghĩ anh để ngay cái phía sau của xe mình á, ngay cái ngồi á, lỡ có trường hợp gì là mình lấy là liền, mình có liền á. Lấy cái bình nhỏ dụng ra phía sau ghế anh ngồi á. Ờ, để không có lỡ có trường hợp gì đó là mình chụp liền. Chứ mình để trong đây là mình phải thắng xe lại, mình leo xuống nữa, nó hơi bất tiện. Dạ. Dạ, lấy bình nhỏ rồi để ngay sau ghế anh ngồi á. Thành phố New Jersey. New Jersey. New Jersey thì nó không biết nằm đầu dưới này hoặc nằm đầu trên. Thì New Jersey nó nằm sát bấm cái zip code lại ra điểm. Nằm đâu nè? Sát New York. Đây hả? Ờ. Này sao lấy địa chỉ ra đây. Này lấy hàng ở đây. Chỗ này giao New Jersey New Jersey. Còn cái này là in đúc trồ, vừa gửi với tôi là in đúc trồ, nhưng mà bấm cái máy ra cái đúc trồ. Đã. Zip code đúng không? À, bấm gửi rồi. Thì... Nó bấm cái zip code chọn đó đúng không? Đúng rồi. Nước trì đúng không? Rồi, nước trì đúng rồi. Dạ, đúng y, rồi. Y theo cái máy. Y theo cái máy. Nè, quý vị, đây là cái GPS nè. Tôi mới mua cái này, cái 6 inch nữa nè. À, mua thêm nữa hả? À, cái này nhỏ vậy? Cái này chiếm hơn. À, đời mới giờ nó update mấy cái đường mới đó. À, cái này mắc tiền hơn. Cái này Garmin. Garmin nó mới ra con này là rẻ hơn tiền. Nó 6 inch, cái này là 9 inch luôn. Loại này rẻ tiền hơn. 7621. Bấm đúng rồi, cái là nó hết số nữa không? Ừ. Ok, là đúng địa chỉ rồi đó. Chắc 10-20 mai quá, cỡ 20 mai. Đúng. 20 mai phải không? Ồ, ghê không các bạn, tôi đoán 20 mai chính xác. Hay thì thành phố nó vòng vòng đây mà. Hai chục mai. Hai mai đi hơn nửa tiếng. Hơn nửa tiếng. Cơ nó chỉ đi đường nào? Nót quẹo trái nót chiếc nè, qua 22 nè. 22 quét. 22 quét. Đi 405. 405. 22 quét. 22 quét 405 nọt. 605 nọt. 605 nọt. Cái này anh chạy chừng chủ nhật anh tới rồi gì đúng không? Thứ tư chạy chủ nhật rồi tới rồi, đâu còn tới với thứ hai đó. Chưa biết cái máy này mới mua nè. Ờ, xe tải đó. Cái này nó lấy mấy trước tôi xài cái hiệu của bản đồ, còn bây giờ xài cái loại này, loại này đó. Cái lúc là quý vị thấy cái khó của nghề tài xế ở Mỹ là cái sự uyển chuyển trong quá trình lái xe. Tại vì đường xá ở Mỹ nó thênh thang, nó bao la bát ngát lắm. Mỗi ngày mình đi một cái chỗ khác nhau, chứ không có ngày nào mình đi giống nhau đa số đâu nha. Đi khác nhau hết, để hàng về cũng vậy. Cho nên một toàn đi đường lạ không, mà mình phải coi trên cái GPS, tức là cái bản đồ cho thiệt là rành, để mình tránh chạy lạc đường. Nó rất là dễ lạc đường các bạn, tại vì đường freeway cao tốc nó ngoằn ngoèo, nó đủ thứ nơi đó. Rồi khi mình chạy, nó là cái khó nhất của người tài xế ở Mỹ là vậy. Rồi, 20 mai y chang. Mà cái máy này con này nó đọc chỉ bấm cái số địa chỉ với tên đường không, mà nó ra tên thành phố luôn, Chu Lan luôn. Đó, rồi xong rồi bấm này là ok. Vô.
này là loại mới. Please drive to highlighted route. Nhớ nó hiện đèn đỏ nhớ hôn cái nút lại nha anh vui, để mình có thể mình đấu khó nha. Engine shutdown đúng rồi, nó bấm thử, anh bấm rồi nó hiện đỏ lên nè, bấm thử coi thôi vô đó, thấy đỏ lên không? Được, anh buông ra nó tắt rồi. Được, thấy không? Anh nó hiện nút đỏ là nó không tắt máy. Xe này chắc chuyến sau về em vệ sinh cái filter của cái khói đó, để nó hiện đèn hoàng. Ồ, chơi hai cái luôn hả? Coi chừng nhìn lộn nha. Rồi các bạn hay chuẩn bị đầy đủ không? GPS nè, điện thoại nè, lóc bút nè. Đó. Chạy có mở nhạc nghe không anh Quân? Có. Mở bolero rồi phải không? Cái đó anh phải kiếm chỗ anh để lên thôi, anh chạy nó văng. Thích vô đây dính không ta? Thích trên nóc này dính không ta? Cho nó thòng xuống vậy nè. Để này có thấy để làm này dừng lại. Chưa một giây rồi. Chừng chạy nó văng cái lụp chụp đó. Rồi, giọt đi anh Quân ơi. Chạy cẩn thận nha. Mệt là ngủ nha, chứ không ráng nha. Rồi. Rồi, cẩn thận nha. Ở bên Mỹ này á, còn sức khỏe là còn làm việc, chứ không phải là tới tuổi đó là bắt buộc phải về hưu, không cho người ta làm là không đúng. Tôi có những người tài xế lên đến 72 tuổi luôn vẫn còn chạy. Tôi có một người 72 tuổi đang chạy. Người ta đến tuổi về hưu nhưng mà người ta còn sức khỏe, mắt họ còn sáng, họ còn uyển chuyển được, thì DMV vẫn cấp bằng lái cho họ như thường, và họ có quyền họ làm việc tiếp, chứ không ai ép người ta về hưu hết trơn á. Còn sức khỏe là còn làm việc. Bye. Hẹn gặp lại anh Gun. Hơn 4.000 km cho chuyến này. Chạy ra thôi đó. Chạy ra thôi còn chạy về nữa. Thì vòng khoảng chừng chắc khoảng chuyến này anh về cho khoảng 10.000 km. Khoảng 2 tuần. Bạn thấy xe tải nó chạy khủng khiếp không? Đường xá ở Mỹ nó đẹp á, cho nên là mình mới chạy được với một cái lượng km nhiều như vậy. Chứ còn nếu mà đường nó mà xấu hoặc đường nó nhỏ thì quý vị có chạy nhanh được đâu mà chạy được tới cái số km đó. Anh về thứ sáu, bữa nay là thứ tư anh mới đi tiếp, thì mình cho anh nghỉ ngơi nhiều ngày để cho anh khỏe, để có sức khỏe để mà làm. Rồi cảm ơn quý vị đã xem video của mình. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Giờ mình chạy về. Bầu trời Cali. Bye bye quý vị.